cái túi này thì sẽ dành cho anh em nào thích hàng nội địa trung chuẩn nhá. Anh em đừng có nghe ông này bà nọ tư vấn hết máy này máy kia nội địa trung, không có đâu. Chuẩn nhất là cái dòng Dong Cheng này này. Em bán rất nhiều hàng nội địa trung rồi thì em biết là cái dòng này nó sẽ ok nhất cho anh em. Đầu tiên nhá, là một cái đốc sạc đã. Cho anh em một cái đốc sạc này. Thứ hai là một con vít 208, con này 208 Newton rồi, mới ra mắt của hãng luôn. Thứ ba là một con khoan đầu kẹp 3 chức năng. Cũng là dòng không chổi than để cho anh em nào thích rút lõi hoặc là khoan sắt thép thì anh em dùng con này. Thêm một con mài nữa. Mã này, anh em có thể đọc này. DCSM03-100, con này dùng đĩa 100-110 thông dụng, cũng là hàng không chổi than. Và cuối cùng là một con bê tông. Con này thì sẽ có 3 chức năng là khoan thường, khoan búa và đục. Thì sẽ để cho anh em lắp chân giá điều hòa này, hoặc là anh em có thể mang đi công trình chiến để khoan tường bê tông. Và toàn bộ combo 4 máy, 4 pin và một sạc như thế này. Tặng thêm một cái túi cho anh em nữa. Giá nó chỉ có loanh quanh hơn 7 triệu một chút thôi. Và bây giờ em sẽ mang đi test cho anh em xem nha. Xem là cái dòng Dong Cheng này thì nó sẽ khoan có ổn định hay không này.